Đây là nơi không phải ai cũng có thể đặt chân đến được. Tại đây lưu giữ những bí ẩn về cuộc chiến tranh Việt Nam và là nơi yên nghỉ của nhiều câu chuyện cùng những số phận con người khi đi qua cỗ máy chiến tranh với những bi hùng lịch sử. Họ là anh hùng, nhưng họ cũng là những ẩn số. Với nỗi lo rằng những gì không được biết đến có thể mãi mãi bị lãng quên, chúng tôi đã dành 5 năm trời để thực hiện bộ phim về một con người từng chiến đấu trên mặt trận thầm lặng này. Cuộc đời ấy phong phú và đầy bí ẩn đến mức nhiều sách báo viết về ông chỉ như những ánh đèn flash đủ lóe sáng một vài khoảnh khắc. Chúng tôi cũng chỉ hy vọng bộ phim này sẽ hé lộ thêm vài khoảnh khắc khác nữa của một con người sống cùng lúc hai cuộc đời nào cũng rất thật, rất người. Ông là tướng tình báo chiến lược Phạm Xuân Ẩn. Có nhà văn nào sẵn sàng bỏ ra 10 năm chỉ để viết về một nhân vật? Có, đó là bà Nguyễn Thị Ngọc Hải. 10 năm cho một cuốn sách 300 trang. Nhưng Phạm Xuân Ẩn, Tên Người Như Cuộc Đời là cuốn sách đầu tiên của Việt Nam về nhà tình báo chiến lược này. Sách đã đoạt giải A cuộc thi văn học Vì An Ninh Tổ Quốc và Bình Yên Cuộc Sống do Bộ Công an và Hội Nhà Văn phối hợp tổ chức năm 2005. Cái hình ảnh con người với tất cả cái cuộc đời của họ thật thì không có bảo tàng nào giữ được. Thế thì mình muốn làm một cái chớp đèn flash, tức là mình biết rằng không thể nào biết hết được về ông này. Rất khó. Bởi vì thứ nhất là các cái tài liệu của mình là chưa có cho phép giải mật về mặt nghề nghiệp của ông. Thứ hai nữa là cái con người này thì lại rất là khiêm nhường và hầu như không bao giờ ông chịu ra với báo chí cả. Cho nên là mình mới lấy cái tiết là Phạm Xuân Ẩn, Tên Người Như Cuộc Đời. Ông là một cái gì bí ẩn ghê lắm. Và đối với Mỹ thì đối với tất cả các cái bạn Mỹ, các phóng viên Mỹ, người ta cũng nói rằng ông là một sự bí ẩn. Bởi vì ông không bao giờ bộc lộ cả. Và cái cuộc đời của ông phải hoạt động chìm sâu vào trong những cái thách thức rất khó khăn, cho nên tự nhiên nó trở thành một cái phẩm cách của ông. Ngay chính bản thân Mỹ, họ nói rằng là Mỹ không thắng được trong cuộc chiến tranh này là chính bởi vì văn hóa, không hiểu văn hóa. Thế cho nên, thế thì văn hóa của Việt Nam nó là cái gì? Văn hóa của Việt Nam nó rất là nhiều thứ, nhưng mà đấy là con người. Và cái chiều sâu của con người này chính là cái văn hóa ấy. Bởi vì các nhà văn Mỹ, các nhà báo Mỹ, người ta cũng giống như hai trong một, người ta muốn hiểu được cái ông Ẩn này thì người ta hiểu được thêm về cuộc chiến tranh. Thế thì tôi cũng phải làm cái nhiệm vụ ấy, tức là tôi cũng muốn tìm hiểu ông này để tôi hiểu được cuộc chiến tranh và tôi hiểu thêm về người Việt Nam nữa. Mà người Việt Nam rất đẹp, người Việt Nam đã được thử lửa trong cái lao động khốc liệt nhất của dân tộc, đấy là chiến tranh. Người ta đánh giá rất cao, người ta đánh giá đây là một trong những cái người can đảm nhất của Việt Nam trong cái vị trí tình báo của ông. Thế và người ta lại yêu mến cái nhân cách của ông này. Nhân cách của một nhà báo, rõ ràng ông là một nhà báo, không phải cái nghề báo là cái nghề, cái vỏ bọc của ông, mà là ông là một nhà báo thực sự, một nhà báo rất giỏi. Ông mới là người mà cách đây gần nửa thế kỷ ông đã tự mình lái một chiếc Renault, đằng sau có một con chó đẹp dê rất to, và đi lại trong Sài Gòn này giao dịch với tất cả các chính khách lớn ở trong Sài Gòn này. Nhưng mà để thấm đẫm tất cả tài liệu vào và cái hiểu biết về con người này và hiểu biết về cái nghề này thì tôi phải mất 10 năm. Là anh là một chiến sĩ hoàn hảo. Anh ấy là một người lính gần như là ưu tú từ trong dòng máu, từ trong bản năng. Con người này là một tình báo viên có thể nói là xuất sắc số 1 của lịch sử chiến tranh đánh Mỹ, đánh Pháp Việt Nam. Tôi thấy là tôi yêu anh Ẩn, là cái tôi nói là anh Ẩn là cái người là tôi rất là phục, phải nói là tôi rất kính trọng. Anh ấy sống rất thoải mái. Anh mình không cảm thấy một chút gì gọi là anh ấy giả dối trong cả. Mà tự nhiên tự đâu nó có ý định đầu tiên là ông ấy là cái nhân vật của tôi đâu. Thế là tự nhiên nó cứ nhập vào mình từng ngày một, nó nhập vào từng ngày một, tự nhiên mình thấy yêu mến, mình thấy lúc nào mình cũng lần vần mình nghĩ tới ông ấy. Đấy. Thế thì tự nhiên phải từ nó vào cái cặp của Phương Nam, nhưng mà cái đó về sau còn vào cả trong cái nhân vật là trong cái thời gian của người nữa. Cho nên viết về một nhân vật, mình không có ý định là mình tôn vinh hoặc là không, mình không biến cái nhân vật thành những cái gì thiêng liêng. Thế nhưng mà tự nhiên trong lòng của mình cái sự cảm động của mình, cái lòng yêu mến, cái lòng kính trọng của mình
nó cũng khiến cho cái nhân vật đấy tự nhiên mình tự nhiên nó lùa vào trong nó từng câu từng chữ. Chính qua anh ảnh tôi nhìn cái xã hội ở trong này, tôi nhìn nó bình tĩnh hơn. Bình tĩnh hơn và nó chuẩn xác. Mặc dù là người trong quân đội nhưng mà tôi thấy có một thời gian ông ấy vắng mặt hẳn mình, ông chỉ làm cái việc bên kia với bao nhiêu là hy vọng. Với bao nhiêu là hy vọng, với bao nhiêu niềm tin của người ta, chứ cả một thời trái trẻ là ở sống trong vùng địch và làm việc ấy, người ta phải có cái niềm tin và có hiểu rất lớn cho cái tương lai nước Việt do đảng mình lãnh đạo. Tôi không biết làm sao tôi gặp mình. Tôi rất xấu hổ là mình nhà văn nhà báo là từ bé giờ cũng phía bên này, thì chịu đến 60 giờ bên này mình xung đột này nó càng ngày nó càng tệ thế. Những trang viết của mình đâu mình có đặt ra những chuyện như thế, mình chưa tin liệu được, mình chưa cảnh báo được, mình chưa nói trước bất cứ cái điều gì cả. Và đặc biệt là hiện nay mình với cái ngoài bút của mình chưa lên tiếng gì cả. Tôi tìm thấy ở ông Ẩn là một con người rất thú vị, một con người có thể nói rằng cùng một lúc có ba cuộc đời cùng tồn tại trong ông. Một cuộc đời dành cho Việt Nam tổ quốc ông, một cuộc đời dành cho nước Mỹ và một cuộc đời nữa dành cho báo chí mà ông ưa thích. Không chỉ có người Mỹ mà ngay cả bạn bè thân của ông từ Nam chí Bắc, chẳng ai biết Phạm Xuân Ẩn thật sự là ai, ngoài trừ vợ ông, mẹ ông cùng một số đồng chí trong tổ chức của ông. Dĩ nhiên ai mà chẳng quan tâm muốn biết một người làm tình báo, một điệp viên thì phải có hình dáng như thế nào đó. Nói về ấn tượng bên ngoài, khi tiếp xúc với ông Ẩn thì thấy ông là một người rất thân thiện. Ông Ẩn làm tình báo, nhưng điều đặc biệt là không ai ghét ông, kể cả đối phương của ông. Từ những người bạn Mỹ đến những nhà báo nước ngoài, hễ có dịp đến Việt Nam vừa xuống sân bay, gửi đồ khách sạn là điện thoại tìm ông ngay. Họ mang đến cho ông sách, báo chí, những câu chuyện mới mẻ. Và quan trọng nhất là được hàn huyên với ông. Ông là một người đáng để người ta tìm đến làm việc, tìm hiểu, học tập tính cách của ông. Cuốn sách này tôi viết vì cuộc đời của ông Phạm Xuân Ẩn. Và tôi cũng muốn nói rõ hơn là trong vòng 15 năm qua, tôi đã viết 3 cuốn sách về chiến tranh Việt Nam, về những người lính Mỹ. Tôi viết về Phạm Xuân Ẩn từ khi ông còn là cậu bé, rồi đến khi ông tham gia hoạt động cách mạng. Những suy nghĩ của ông về Hồ Chí Minh, về độc lập dân tộc, cho đến khoảng thời gian ông sống ở Mỹ, rồi trở về Việt Nam. Thời gian ông bắt đầu làm tình báo và làm báo cho đến chiến tranh kết thúc. Và tôi cũng viết về cuộc sống của ông ở đây. Để thực hiện cuốn sách này không phải là chuyện dễ dàng, nhưng đây là nhân vật làm cho tôi có rất nhiều cảm hứng và hấp dẫn. Một đoạn dài lịch sử của đất Sài Gòn đã trôi qua trên chính con đường nhỏ hẹp này, với những cái tên gắn liền với nhiều biến thiên, những cột mốc lịch sử. Các cựu binh Mỹ khi trở lại thăm Việt Nam thường không thể bỏ qua ngã tư này, nơi hàng chục năm trước họ từng dạo bước, những bước chân trai trẻ nhưng đầy mỏi mệt, tìm thú vui đô hội sau những cuộc hành quân giữa đầm lầy hay rừng già nhiệt đới. Hãy nhìn ánh mắt anh ta, nhìn vẻ hồi tưởng vương nhiều bâng khuâng. Tiệm cà phê này từng được mệnh danh là trung tâm báo chí Sài Gòn, nơi tụ tập nhiều ký giả và điệp viên đến mức người ta đồn rằng trong những chiếc cột của nó có chứa một hệ thống nghe lén tinh xảo. Từ đây có thể nhìn thấy những người khách ra vào khách sạn công ty Năng Tan. Tác giả của Người Mỹ Trầm Lặng, nhà văn Anh Graham Greene, từng ngủ tại phòng 24 khách sạn này. Xa hơn chút nữa, bên kia tòa nhà từng được sử dụng làm trụ sở Quốc hội chế độ Sài Gòn từ năm 1956 đến 1975 là khách sạn Caravan, cũng là nơi trú ngụ ưa thích của không ít yếu nhân, văn nghệ sĩ, nhà báo, quân nhân và cả các gián điệp Anh Pháp Mỹ. Trong ký ức của mỗi người lính viễn chinh từng có mặt ở Việt Nam, đoạn đường này thường được lưu giữ như hình ảnh biểu trưng của Sài Gòn. Bởi thế, vẻ bồi hồi ở người khách nước ngoài này ít nhiều tiết lộ rằng ông từng có mặt ở đây trong những ngày chiến tranh. Những bức ảnh trắng đen ông cầm trên tay đã tiết lộ nhiều hơn thế. Quả thật,
người khách nước ngoài này không tình cờ khi đến ngã tư này. Ông là cựu binh từng chiến đấu với phiên hiệu Sư đoàn Kỵ binh 25 chiến áo, đóng quân ở phía Bắc Sài Gòn trong 6 năm. Và giờ đây, hơn 30 năm sau, ông trở lại Việt Nam trong đoàn làm phim tài liệu của hãng BBC để thực hiện bộ phim tài liệu về Việt Nam sau chiến tranh. Tất cả đã đổi thay từ một Sài Gòn trung tâm chính trị phục vụ cuộc chiến với 2 triệu dân trở thành một trung tâm kinh tế 8 triệu dân mà khoảng 1/3 trong số đó sinh ra trong hòa bình. Tôi vừa đến đây 3 ngày thôi, 2 đêm ở Hà Nội và 1 đêm ở Sài Gòn. Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam, một đất nước thật thú vị và cũng thật nóng. Một điều quan trọng mà tôi quan tâm là mối quan hệ ngày nay giữa Việt Nam và Mỹ đã thay đổi theo hướng tích cực và hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp. Những gì tôi được nhìn thấy trên đường đi từ Bắc đến Nam Việt Nam đều làm cho tôi kinh ngạc. Tôi đã có mặt tại Việt Nam từ năm 1968 đến năm 1972 ở Sư đoàn Kỵ binh 25, đóng quân tại vùng Củ Chi và Tây Ninh. Những năm tháng chiến tranh rất khốc liệt. Tôi đã tiếp xúc nhiều người dân ở đây. Họ hiền lành, dễ mến. Và lúc đó, tôi vẫn thường đến giúp họ việc này, việc kia. Tôi đã gặp người Việt Nam hôm nay. Và họ dễ mến vậy. Tôi cũng đi loanh quanh để ngắm thành phố. Và điều khiến tôi ấn tượng nhất là chợ thật lạ lẫm và thú vị. Tôi rất vui vì những gì đã nhìn thấy đổi thay ngày nay trên đất nước bạn. Người cựu binh trong cuốn phim của đạo diễn Murphy đã tận mắt nhìn thấy sau 30 năm có một Việt Nam khác, thanh bình và hiền hòa, chứ không chỉ là cái tên của một cuộc chiến khốc liệt mà ông từng tham dự. Nhưng dù đã hơn 3 thập niên, vì sao Việt Nam lại chiến thắng trong cuộc chiến không cân sức? Đó vẫn là câu hỏi với nhiều người. Trong số những bí ẩn mãi đến gần đây mới được hé lộ bằng những tình tiết ly kỳ hấp dẫn qua câu chuyện về nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn được đăng tải nhiều kỳ trên một tờ báo trong nước và đã khiến không ít độc giả phải kinh ngạc vì tầm cỡ của một nhân vật tình báo chiến lược mà đến bây giờ họ mới được tường tận. Trong suốt cuộc chiến, tôi không được biết Phạm Xuân Ẩn, nhưng biết ông ấy là phóng viên của tạp chí Time. Nhưng ông ta cũng là người đưa tin rất khôn khéo về Việt Nam và những người cộng sản. Phạm Xuân Ẩn được đánh giá là làm việc rất hiệu quả, rất chuyên nghiệp. Ông có rất nhiều bạn bè là người Mỹ, nhưng trong tất cả số đó, không ai biết những hoạt động tình báo của ông. Những người lính Việt Nam họ có lý do chánh đáng để cầm súng. Còn với những người lính Mỹ, họ đã không kịp hiểu vì sao lại có mặt ở đây. Tôi được biết ông khi chiến tranh kết thúc và tôi quay lại Việt Nam. Qua sách báo và trực tiếp trò chuyện với ông, tôi rất mến ông. Và thông qua một số người Mỹ nữa có tên tuổi nói về ông. Họ rất thích và thường đề cao khi nói về ông Ẩn. Giữa họ có mối quan hệ mật thiết trong nhiều năm. Trong số họ đều quý mến và dành sự kính trọng đối với Phạm Xuân Ẩn. Tôi đã ở Việt Nam 10 năm và học được nhiều bài học hữu ích về cuộc sống từ những người Việt Nam. Hiểu thêm được về văn hóa, truyền thống và tinh thần dân tộc ở người Việt Nam. Đúng vậy, tinh thần dân tộc, văn hóa, truyền thống đất nước là những khái niệm chìa khóa mà nếu thiếu nó không thể giải mã được sức mạnh kỳ lạ của một đất nước đất không rộng, người không đông, nhưng đều đánh thắng các đạo quân hùng mạnh nhất của thời đại. Một ngày cuối năm 1944, tại cánh rừng Trần Hưng Đạo thuộc tỉnh Cao Bằng, 31 thanh niên và 3 cô gái
đã vai sát vai đọc 10 lời thề danh dự đánh dấu sự ra đời của một quân đội bất chiến bất thắng. Trong đó, lời thề đầu tiên của đội quân bé nhỏ này lại mang ý nghĩa vô cùng lớn lao là làm cho nước Việt Nam trở nên một nước độc lập và dân chủ, ngang hàng với các nước dân chủ trên thế giới. Năm 1994, với trận Điện Biên Phủ, đây là đội quân đầu tiên của một dân tộc thuộc địa đánh bại quân đội thực dân trong lịch sử thế giới thế kỷ thứ 20. Sau 3 lần phát triển nhảy vọt, từ 17 vạn năm 1958 lên 30 vạn năm 1963, rồi 70 vạn năm 1966 lên tới 1 triệu vào năm 1973. Ba bước phát triển lớn về tổ chức cũng là ba bước trưởng thành vượt bậc về sức mạnh chiến đấu. Trong đó, giai đoạn từ 1954 đến 1964 xây dựng chính quy và đổi mới trang bị. Từ 1964 đến 1967 phát triển nhanh các quân chủng, binh chủng không quân, cao xạ, tên lửa, radar, thiết giáp, đặc công, pháo binh, công binh, thông tin. Và từ 1973 đến 1975 xây dựng các binh đoàn chiến lược lớn, các quân đoàn. Chính quân đội đánh thắng hai trận Phai Khắt, Nà Ngần làm nên đại thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh tháng 4 năm 1975. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ tư tổ chức sau ngày thống nhất đất nước đã nhiệt liệt biểu dương cán bộ chiến sĩ của lực lượng vũ trang nhân dân anh hùng suốt mấy chục năm ròng rã chiến đấu cực kỳ anh dũng, lập được những chiến công oanh liệt từ trận Điện Biên Phủ đến chiến dịch Hồ Chí Minh, làm rạng rỡ truyền thống vẻ vang của quân đội ta cùng với toàn dân viết nên bản anh hùng ca kỳ diệu của chiến tranh cách mạng Việt Nam. Đây là nơi lưu trữ hồ sơ tuyệt mật của quân đội. Đằng sau những cánh cửa bọc thép này là những bí ẩn của cuộc chiến tranh. Đoàn làm phim chúng tôi hy vọng từ đây có thể tiếp cận một số thông tin liên quan đến tướng Ẩn để giải mã những huyền thoại về ông. Những liên quan đến nhiều con người khác nữa thì không hẳn đều là chiến công khi được đưa ra ánh sáng, mà thậm chí có thể làm thương tổn đời sống bình thường của họ. Dù vậy, chúng tôi cũng cố gắng tìm hiểu gắn kết các sự kiện nhằm phác họa chân dung một con người đúng nghĩa đằng sau vỏ bọc của một nhà tình báo. Và cũng sẽ thể theo ý nguyện của tướng Ẩn: hãy để nhiều bí ẩn của cuộc chiến tranh mãi mãi nằm lại nơi đây, bởi bản thân sự bí ẩn cũng là một thứ vũ khí bảo vệ con người. Có lẽ cũng chính vì lý do đó mà nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải đã đặt tựa cho cuốn sách của bà là Phạm Xuân Ẩn, Tên Người Như Cuộc Đời. Hay giáo sư Larry Berman trong cuốn Điệp Viên Hoàn Hảo của mình cũng từng nhận định: tên của ông trong tiếng Việt có nghĩa là bí ẩn hay bí mật. Quả thật, tên của Phạm Xuân Ẩn cũng đúng như cuộc đời ông vậy.